biến chứng của bệnh dịch sởi, những nguy cơ cần lưu ý, tổng quan về bệnh sởi. Sởi là một bệnh truyền nhiễm do virus sởi gây ra, phổ biến nhất ở trẻ em nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến người lớn. Mặc dù sởi thường bắt đầu với các triệu chứng nhẹ như sốt, ho và phát ban, nhưng bệnh này có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Các biến chứng nguy hiểm của bệnh sởi. 1. Viêm phổi. Đây là biến chứng thường gặp và nguy hiểm nhất của sởi. Viêm phổi do sởi có thể xảy ra khi virus sởi trực tiếp tấn công phổi hoặc do bội nhiễm vi khuẩn. Viêm phổi nặng có thể dẫn đến suy hô hấp và tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người có hệ miễn dịch yếu. 2. Viêm não. Viêm não là biến chứng nghiêm trọng, tuy hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề như co giật, rối loạn thần kinh, thậm chí gây tổn thương não vĩnh viễn. Viêm não do sởi thường xuất hiện từ 5 đến 7 ngày sau khi phát ban. 3 viêm tai giữa. Biến chứng viêm tai giữa xảy ra khi virus sợi lan đến tai, gây viêm nhiễm và đau đớn. Nếu không được điều trị, viêm tai giữa có thể gây mất thính lực vĩnh viễn. 4. Tiêu chảy và mất nước. Trẻ em mắc sởi có thể bị tiêu chảy kéo dài, dẫn đến mất nước nghiêm trọng. Mất nước là một tình trạng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ, có thể gây suy nhược cơ thể và cần được cấp cứu kịp thời. 5. Suy dinh dưỡng Trẻ em mắc sợi thường gặp khó khăn trong việc ăn uống do đau họng và mất cảm giác ngon miệng, dẫn đến suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng làm giảm khả năng hồi phục và tăng nguy cơ mắc các bệnh khác. 6. Biến chứng khi mang thai Phụ nữ mang thai mắc sởi có nguy cơ cao bị sảy thai, sinh non hoặc sinh con nhẹ cân. Ngoài ra, thai nhi có thể bị nhiễm trùng dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau khi sinh. Sởi không chỉ là một bệnh truyền nhiễm đơn giản mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em và những người có hệ miễn dịch yếu. Việc hiểu rõ và nhận thức về những biến chứng này giúp chúng ta có những biện pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả hơn, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.